Thì sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì em cũng không thất vọng lắm. Em cảm thấy anh rất là ok, 24 tuổi mà lập nghiệp là rất là chắc là giỏi giang. Mời bạn nam. Rồi, mời đi bạn. Xin mời bạn nữ. Wow, dễ thương quá. Bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào cô chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và tất cả các vị khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay. Em tên là Phạm Ánh Xuân, hiện tại em 20 tuổi. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trẻ quá rồi, trẻ luôn, 20 à. 20 tuổi hả? Cưng làm gì? Dạ, em làm bên lĩnh vực kinh doanh thời trang thiết kế. Mời em trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và chào bạn nữ bên kia, cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Thanh Long, hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 8. Quê của em là ở An Giang. Năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh cửa hàng điện nước. Bây giờ cái ưu điểm của bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là em khá tự tin nè, sôi nổi nè, năng động nữa. Rồi còn có khuyết điểm không? Dạ cũng có khuyết điểm là em hơi kén ăn, ăn hơi ít một chút. Vậy ha, trời ơi, phải chi mà cho tôi cái khuyết điểm đó. Em có biết cái gì ngoài cái thiết kế thời trang không? Chẳng hạn như em cũng biết vẽ nè, biết vẽ chung dung nè, biết vẽ thiết kế, cũng biết theo chút chút. Rồi rất là thích thơ ca. Đàn thì em có biết đàn guitar nhưng mà đàn chút chút. Ừ, cái gì cũng biết chút chút đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, chút chút. Em trai, ưu khuyết điểm của em là gì? Biết hát, nhiệt tình với lại là siêng năng chịu khó. Chà, ưu điểm nó được ghê ha. Khuyết điểm là dễ tin người. Em mở cửa hàng điện nước đó thì hay có mấy cái bạn mà lại chào hàng đó hay bị lừa mấy gì đó. Bị lừa. Vậy đó hả? Nhưng mà thường là bạn nữ đến chào hàng hay là bạn nam chào hàng cưng? Dạ, bạn nam ạ. Vậy mà cũng bị lừa nó hả? Không phải, vậy là coi là giới tính. Dạ không, tin tin người thôi. Em có mấy mối tình rồi? Trước thì có 2 mối tình. Một mối tình là quen nhau uống cà phê xong rồi không biết sao chia tay nữa. Trời đất ơi, vậy cũng gọi là mối tình hả? Dạ, tình thứ hai thì mới cách đây khoảng 2 năm quen nhau xong rồi bạn đó rủ nhau đi cà phê. Nhưng mà cà phê là phải chỗ nào đó mà nhìn được máy bay á, có nghĩa là sân thượng á, mình nhìn lên mình thấy máy bay á thì bạn đó mới chịu chịu đi. Cứ đi chỗ khác là không chịu, cho nên em cũng cho bay luôn. Trời ơi. Tức là nếu mà ngắm máy bay là thường phải lên những cái tầng sân thượng rất là đắt đỏ đúng không? Một ly cà phê bằng 10 mấy 20 ly cà phê dưới đất. Dạ đúng rồi. Khổ tâm đúng không nè? Khổ quá. Còn sao, còn bạn nữ thì sao? Dạ chưa trải qua mối tình nào hết ạ. Lý do? Lý do là họ em với mẹ em á có một cái sở thích đó là khoái coi tin tức thời sự. Nên là cảm thấy là hơi sợ hãi nên muốn cũng tin tưởng với chương trình nên mới đăng ký tham gia. Trời ơi đáng yêu quá vậy. Có nghĩa là vậy nè, tự không tự tin mình tự đi tìm tình yêu cho con mà hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào chương trình. Bạn muốn hẹn hò. Đó, trời ơi hay quá, cảm ơn bạn. Nói nghe nè, bên đàn trai đừng có làm cho tụi tôi bị ảnh hưởng nghe chưa. Người ta tin tưởng lắm, người ta lên đây để người ta tìm kiếm nghe chưa. Cho nên nếu mà lỡ mà có mà đến được với nhau thì phải hết sức là nghiêm túc và hết sức là chung thủy nghe chưa. Dạ em rất là nghiêm túc. Nói nghe nè, đẹp trai lắm thì tôi hết. Trời, đàn trai ngon lành à. Bên đây đẹp gái cũng hết. Dạ. Ra đây nè, ra đây thiệt, nói thiệt. Có đàn gái đúng không? Thiệt, ra đây. Trời, trời sinh một cặp rồi. Dạ. Chết rồi, thấy chưa, dễ thương. Trời đất ơi, con nhà ai mà dễ thương dữ vậy trời. Trời ơi, cháu vàng chạch vậy đó. Con nhà ai mà xinh đẹp dữ vậy trời. Đó. Thôi bên đây á, nói chung là hôm nay là tiên đồng ngọc nữ, tiên đồng ngọc nữ luôn, khẳng định luôn. À, con còn rất trẻ, mới 20 tuổi à. Con có định khi nào con kết hôn không? Dạ, cũng không có quyết định khi nào mình kết hôn, nhưng mà cảm thấy hợp là mình cứ tiến tới thôi ạ. À, dạ. Dạ. Biết đâu tụi con cưới sớm thì sao ha. Dạ. Nhưng phải suy nghĩ là đâu có nhất thiết là phải đâu không phải tính toán trước một tương lai kế hoạch thì mới cưới, chứ không phải là đùng cái cưới là không có được. Đúng rồi. Không? Nói nghe nè, hình mẫu lý tưởng của con là ai? Ngày xưa cô là đeo nốt á, trong cái trên từng cái số, cái phim đó lúc đó là chiếu lúc con chưa đẻ. Dạ con người đàn ông mà con thì con rất là thích chứng thành. Xuống hai cái nó xa quá vậy. Xa quá xa. Tức là bây giờ con thích một cái mẫu người bạn trai của con giống Trấn Thành. Dạ, để coi rồi. Coi có miếng gì không. Này Trấn nước, Trấn nước. Đẹp hơn Trấn Thành. Cái điều mà con không thể chấp nhận được ở cái người bạn trai của con là cái gì? Có tính vũ phu, hơi là gia trưởng một chút và cũng keo kiệt quá. Đàn ông nào mà có ba cái tính nó chắc chết quá. Hỏi coi bên bển có không. Con sao con dạ không ạ. Con có vũ phu không? Dạ không. Có keo kiệt không?
Dạ cái đó là rất thoải mái, không có kêu kiện. À, thoải mái phải không? Dạ. Có gia trưởng không? Dạ không, gia trưởng là con không có. Rồi yên tâm ha. Thích một người phụ nữ là vợ của mình đó, tương lai của mình như thế nào? Dạ thì chắc là đẹp là thích thôi, nhưng mà đẹp giống ai? Đẹp giống ai? Đẹp giống ai? Ninh Dư Lan Ngọc à. Xinh giống luôn. Sao vậy mọi người có thấy không? Mọi người có thấy ngộ ngộ không? Trời ơi, vỗ tay đi. Sao kỳ vậy? Giống luôn. Dạ. Nhưng mà xinh hơn, trẻ hơn nữa. Dạ vậy là quá tốt ạ. Quá tốt luôn trời. Cưng hình dung cái người bạn nữ của mình ở bên đây làm sao nè? Cao mà rung quá sao? Cao nhiêu nè? Da trắng không? Mắt bự không? Dạ chắc cao tầm hơn 1m55 quá. Chắc cũng đẹp đó. Bây giờ chú Quyền Linh với cô Dân nói chưa có chắc đâu nha. Dạ tại vì con tin tưởng mà, nghe là con thấy cũng được rồi đó. Không được. Sợ cái tính ghen của đàn bà không? Ghen thì chắc chắn ai cũng ghen, thậm chí bản thân con cũng ghen mà. Cho nên là bạn nó ghen mà mức độ thôi. Ví dụ như cái gì hợp lý thì ghen, còn cái gì mà không quá đáng thì đừng có ghen. Con có ghen dữ không con? Dạ con cũng ít ghen lắm mà cũng chưa trải qua tình yêu bao giờ nên cũng không biết là mình ghen tới mức độ nào. Đúng rồi. Bữa nay là con vô mánh nha. Dạ, cô dạ. Nói nghiêm túc luôn, bữa nay là con vô mánh. Dạ. Bây giờ hỏi chứ người thân. Con đi với ai con? Dạ đi với mẹ. Rồi chào nhà gái. Chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Và chào tất cả các khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của cháu Xuân. Tôi thấy em trai bên này cũng dễ thương, thấy thì cũng hiền, nhưng mà cô thấy thì hai con cứ cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu hơn, tại vì mình cũng còn trẻ nên thời gian mình cũng còn dài, cứ tìm hiểu. Rồi. 24 tuổi mà có được một tiệm riêng biệt về gọi là nước nha, điện nước ha. Là thấy là có ý chí và có nền tảng rồi đó, đúng không Linh? Hồi đó Hồng Vân 24 tuổi chưa biết gì luôn á, không có lo làm ăn gì, đi chơi. Đi chơi mới gặp ông đó. Nói chung là mình cũng không biết là mình phải cho con mình quen ở ngoài đó. Nhiều khi mình, nói chung hai mẹ con ở trong nhà suốt, cho nên không có tự tin ra ngoài cho bé kiếm bạn. Cho nên rất tin tưởng và rất thích cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, nên quyết định đăng ký. Và mọi hy vọng cũng như niềm tin là trao hết cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Áp lực quá. Có vẻ cũng hợp với Xuân. Tự Xuân thì ở nhà rất là hiền, nói chung là cũng ít nói, khuyết điểm cũng có nhiều lắm mà. Đặc biệt là không thích vào bếp, chỉ vào nấu những cái món mà Xuân thích thôi, chứ nấu cho gia đình ăn thì chắc không làm. Còn trẻ quá mà từ từ rồi cũng sẽ nấu thôi. Đúng rồi, cái tuổi 20 này là cái tuổi còn rất là nhỏ. Đúng rồi. Cho nên là thôi mẹ không có khắt khe với em chuyện đó. Cậu con trai này á cũng phải nói là rất là vượt khó. Một mình lên Sài Gòn lập nghiệp đúng không? Dạ đúng ạ. Lập nghiệp bao nhiêu năm rồi? Từ năm 18 tuổi thì lên Sài Gòn, thì nói chung là làm nhiều nghề lắm. Mình tự làm xong rồi học nghề xong rồi bây giờ là mở ra một cái tiệm riêng để mình làm. Đó, thấy chưa? Rất là bản lĩnh luôn. Rất để là có bản thể lĩnh. Đủ để có bản lĩnh để che chở cho cô gái 20 tuổi. Linh nghĩ là như vậy. Đúng rồi. Đây. Thế còn hôm nay em đi với ai? Con đi với ba mẹ, với cậu, với bạn ạ. Thôi cũng có gia đình luôn. Có ba mẹ đi luôn. Ba mẹ chào cô chú luôn. Trời ơi, chào ba mẹ của đàn trai ạ. Dạ, tôi mẹ của thằng Long. Cô thấy cái bạn này đây như cũng được. Do hai đứa đi chứ thôi. Giờ thấy đây cũng được mà không biết sao. Chú thấy sao chú? Nói chung thì con chịu đâu rồi, chú chịu đó. Thì nói như chị bên kia thì thấy cháu bên đây cũng được thì tôi cũng chấp nhận, hai đứa nó hiểu ý đi rồi cưới luôn. Trời ơi, đó hôm nay là hai gia đình gặp nhau rồi, nó yên tâm rồi. Cũng rất là ngại ha thằng gái ha. Cảm ơn hai đàn trai đàn gái nha. Kéo nào. Long ơi, Long quay mặt qua đây nào. Không gian này là của hai đứa đó. Xin chào. Đó, Ninh Dương Lan Ngọc của Long đó. Có thấy nét giống hay không nè? Hôm nay anh cảm ơn quà ông tặng. Em cũng cảm ơn quà tặng anh ạ. Em cảm ơn. Hai đứa đứng sát với nhau ơi. Hai đứa đứng sát nhau cho hai bên đàn trai đàn gái nhìn mặt coi. Trời nhìn ơi. Thấy hai đứa nó hợp không vậy ta? Trời ơi, nó xứng đôi dễ sợ luôn á. Thiệt tiên đồng ngọc nữ. Rồi. Nè, Long có thấy giống có cái nét của Ninh Dương Lan Ngọc không? Dạ có. Có đúng không? Dạ. Cái này mà make up đúng cái người stylist của Ninh Dương Lan Ngọc là đúng luôn cái khuôn mặt đó luôn á. Con ở hiền gặp lành đó Long. Dạ. Cầu được ước thấy. Dạ. Cái tính em cũng giống Ninh Dương Lan Ngọc lắm. Em cũng rất là thích chị Ninh Dương Lan Ngọc nữa. Anh thì rất thích. Còn con có thấy anh giống Trấn Thành không? Thấy đẹp trai hơn đúng dạ, không? Chắc đẹp trai hơn Trấn Thành ạ. Thấy chưa? Em cảm nhận về anh như thế nào?
Dạ, thì sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì em cũng không thất vọng lắm. Em cảm thấy anh rất là ok, 24 tuổi mà lập nghiệp là rất là chắc là giỏi giang. À, anh cảm nhận thấy em như thế nào ạ? Anh thấy em xinh đấy, dễ thương. Dạ. À, chắc là đúng như những gì mà anh muốn rồi đó. Thì chương trình chọn đúng người. Vậy thì hồi nữa hai anh em mình có nhau một cơ hội để lấy nữa hai anh em mình đi ăn tối gì có thể tìm hiểu nhau hơn nhé. Đúng rồi. Anh thì chắc chắn rồi, anh thì gặp em là anh muốn bấm nút liền rồi. Thì chỉ cần em bấm nút đưa thôi là được. Bình tĩnh đi mấy đứa. Dạ, em cũng có 4 câu thơ về quan điểm tình yêu của em. Đó là: thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặng mà em vẫn giữ tấm lòng son. Em rất là muốn một tình yêu chung thủy, chia sẻ cũng như là quan tâm đến nhau. Anh thì chắc chắn là sẽ chung thủy rồi, cho nên là em không cần phải lo về cái chuyện chung thủy. Quan điểm tình yêu của anh là? Quan điểm tình yêu của anh thì chung thủy, không lừa dối. Đúng rồi. Mình nên thật lòng với nhau ngay từ những lần đầu tiên. Đúng rồi. Thì hôm nay thì tới chương trình thì anh cũng có một bài hát muốn tặng cho em. Dạ. Đứng là đứng, đứng con cho có cục hơi, đúng không? Nhìn ngồi nhau mà hát hơi. À? Hai đứa nhìn nhau mà hát. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mây mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé em. Trời ơi. Vậy bây giờ em hát tặng anh đi. Em không biết hát được. Chưa gì mà nắm tay như lúc làm như gần nãy giờ chưa cho luôn, chưa nắm chặt luôn vậy đó. Chắc này chắc tôi với Hồng Vân bấm nút nữa quá. Bây giờ mình thích điều gì nhất trên gương mặt của cô ấy và yêu điều gì nhất ở cô gái đối diện của mình? Nói thích, đi. Thích hết luôn rồi sao? Nhìn thích hết luôn rồi sao? Nhìn bên nó. Thích hết. Anh thấy là nói chung là ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Thì nói chung là anh nhìn thấy mắt em là anh thích liền rồi. Dạ anh biết tại sao mắt em đẹp không? Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh. Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh. Trời ơi, thôi chết rồi. Tiếp tục ra đây, ngồi vô luôn. Rồi nói nghe nè, bây giờ có bạn gái xinh vậy á, có ghen không? Dạ phải giữ chứ, phải ghen ạ. Phải ghen, rồi bây giờ bạn trai đẹp trai giỏi giang vậy rồi có ghen không? Dạ chắc cũng có. Nhưng mà em tin anh đi, có gì đâu ghen. Tin dạ. Anh là được à? Dạ chắc là đặt niềm tin vào anh ấy. Đặt niềm tin hoàn toàn vào anh ấy đúng dạ. Không? Thích trai gái gì nói nhau nghe đi. Thích mấy đứa con? Em nghĩ là hai đứa là đủ, em nghĩ hai đứa là đủ. Đúng rồi, anh cũng nghĩ vậy. Giờ nói cái gì nó mờ hết trơn. Nói nghe nè, ví dụ như lấy thì một năm nữa là tính lấy đúng không? Tính làm đám dạ. Cưới. Đã chuẩn bị có nhà chưa, có xe chắc, chưa? Dạ chưa à, chắc sắp tới sẽ cố gắng mua nhà. Rồi giờ con sao? Ví dụ giờ hai đứa có chịu ở nhà thuê không? Dạ thì nếu mà anh ấy muốn ở riêng thì mình có thể ở nhà thuê. Còn mẹ có sẵn một ngôi nhà, nếu mà anh ấy muốn ở nhà của mẹ hay là muốn cách riêng cũng một ok hết. Ở rể đó con. Về ở là chỉ có hai mẹ con thôi đúng không? Dạ, nhà có hai mẹ con đó thôi. Thì con có thấy là nếu mà mình làm một bờ vai vững chắc cho mẹ và em thì con có đồng ý không hay là con chỉ muốn ở riêng thôi? Dạ nghĩa là làm rể đó gì, ở rể con chịu. Dạ dạ được, nhưng mà ở rể ở đây thì được, tại vì con làm việc mọi thứ đều ở Sài Gòn này hết, cho nên là ví dụ như về quê thì chắc ở rể là không được. Bây giờ hứa với mẹ tương lai đó, nếu mà tụi con yêu thương nhau tụi con sẽ chăm sóc như thế nào, hứa với mẹ đi. Dạ con chào bác. Nếu mà tụi con quen nhau mà tiến đến hôn nhân thì con hứa là con sẽ chăm sóc em một cách tốt nhất, yêu thương và chung thủy. Dạ con gái nói gì với gia đình đàn đúng trai rồi đi. Con dạ con chào hai bác ạ. Con cảm ơn hai bác đã sinh ra một anh chàng rất là tuyệt vời như thế này ạ. Nếu mà có duyên để làm con dâu hai bác á, thì con cũng sẽ rất là cố gắng yêu thương cũng như là coi hai bác giống như là ba mẹ ruột của con ạ. Hay quá. Bây giờ Vân để tay vô nút bấm Vân. Bây giờ để 1, 2, 3, hai đứa hôn nhau nha. Là bên đây hai người bấm nút luôn nha. Dạ. Chuẩn bị 3, 2, 1, bấm. Trời ơi, thật sự mà nói thì Quỳnh Linh không nghĩ hai đứa lại có cảm xúc nhanh đến như thế. Hình như đây là một trong tiếng sét, ta gọi là tiếng sét ái tình ha. Thần tình yêu đã xuất hiện rồi, gần như là hai đứa đã gặp nhau từ lúc nào rồi đó. Nhìn ánh mắt hai đứa chúng ta thấy được cái tình yêu trọn vẹn nó nằm trong đó. Và hy vọng chúng ta hãy nuôi dưỡng cái tình yêu ấy
nuôi dưỡng cái yêu thương ấy, để cho nó đông đầy cái cảm xúc, đông đầy cái sự yêu thương, và chúng ta sẽ tiến hành đến cái chuyện hôn nhân nhá. Đúng hôm rồi. Nay có hai bên gia đình rồi, chúng ta chứng kiến tất cả mọi thứ, thì mong rằng hai gia đình sẽ cùng nhau hỗ trợ để tình yêu của mấy đứa nhỏ nó đẹp, thiệt là đẹp nha. Rồi hai đứa bạn trời nắm tay không hề, nó không rời mà nó bóp cái tay mà nó không rời luôn, nó bầm tay nhỏ luôn á. Coi chừng là nó đông máu luôn đó con. Chúc hai đứa sớm tìm hạnh phúc của mình nha. Thì ưu điểm của em thì biết nấu ăn, chăm sóc trẻ nhỏ. Chăm sóc gì nhỏ? Cháu nhỏ. Trời, tôi nghe vợ nhỏ. Mời đàn trai. Xin mời đàn gái. Chào em. Bây giờ thì em giới thiệu về mình đi em trai. Xin chào chương trình, chào anh Quyền Linh. Dạ chào chị Quốc Thần, chị Quốc Thần. Chào chị Hồng Vân ạ. À. Em xin lỗi. Em xem chương trình vợ ông Son quen, anh Quốc Thần quá, mến mộ. Chị Quốc Thần, trời ơi. Em xin lỗi. Dạ, em tự giới thiệu, em tên là Trần Văn Thương, đến từ Vĩnh Thuận, Kiên Giang. Năm nay em 36 tuổi. Hiện tại em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 2. Làm gì? Em là công ty chuyên về cung cấp thiết bị hàng hải. À, thiết bị điện tử hàng hải. À, rồi em giới thiệu mình đi. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và anh chàng bên kia và tất cả các bạn ở trường quay này. Dạ, em tên là Hồng Loan, nghề nghiệp trước đây là kiến trúc sư. Thì sau một thời gian làm việc, em phát hiện ra mình rất là mê kinh doanh, cho nên về quê có mở một cái trang trại trồng rau hữu cơ tên là Sala Farm. Ồ, vậy em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 29. 29 tuổi. Wow, có nghĩa là bây giờ em đang ở dưới quê hay ở thành phố? Dạ, đang ở Gò Công. Đang ở dưới Gò Công? Dạ. Bạn ơi, bạn nghe không? Dạ. Người ta đang ở dưới Gò Công. Dạ, giờ Gò Công chợ gạo hả chị? Dạ, thị xã Gò Công á anh. Đúng rồi. Còn bạn thì ở trên đây ở quận 2 hả? Dạ, em ở quận 2. Từ Sài Gòn về Gò Công đi nhanh lắm, bây giờ đi quốc lộ 50 ha. Mình qua cầu Mỹ Lợi đó. Cầu mới đẹp lắm, mới xây xong là tới Gò Công luôn. Ông này cái gì ông cũng biết, cái ghê thiệt á. Sao ông đi khắp cả đất nước ở đường xá cả Việt Nam, hang cùng ngõ hẻm nào của Linh cũng tới rồi đó. Trời, nói nghe nè, cái điểm mạnh của bạn là cái gì vậy? Em khá là bản lĩnh. Nếu mà sư mà dạ, mình muốn cái gì là mình sẽ làm được cái đó, thích là sẽ làm được. Ví dụ như khi mà em muốn học yoga thì em đã học và lấy bằng yoga, có thể đi dạy, giờ đang đi dạy yoga nữa. Trời, vậy là bạn bách nghệ luôn đó. Tại vì em rất là thích kìa, ham học hỏi. Em biết may cái áo dài này là em may. Trời đất ơi, cái gì cũng biết hết trơn á. Rồi trời. Rồi nhiều điểm mạnh quá, rồi có điểm gì yếu không? Điểm yếu của em chắc là quá nhạy cảm. Nó làm ảnh hưởng đến một phần công việc, những cái mối quan hệ trước. Có dễ khóc không? Nhạy cảm hay khóc lắm? Dạ nhạy cảm nhưng mà rất là mạnh mẽ, không khóc. Không khóc nhè. Dạ. Rồi. Trai, bên ưu điểm khuyết điểm là gì? Thì ưu điểm của em thì biết nấu ăn, chăm sóc trẻ nhỏ. Làm chăm sóc gì nhỏ? Cháu nhỏ. Trời, tôi nghe vợ nhỏ. Cháu nhỏ chỉ nếu mà về nông nghiệp thì hầu như là biết làm tất cả về nông nghiệp. Vậy là giỏi, những người mà yêu nông nghiệp, lao động nông nghiệp như những người đó rất là chân chất, phải nói là rất là kiên nhẫn. Vậy luôn á. Em rất là yêu thiên nhiên. Rồi em có điểm yếu gì không? Còn yếu, điểm yếu thì rất nhiều, không biết đoán, không biết cách chia sẻ. Không biết chia sẻ tức là ngại nói đúng không? Dạ là ngại nói. Mà muốn quan tâm đến ai đó thì không biết cách để làm, không biết cách thể hiện. Bây giờ nè, nói cho bà mối biết đi, em có mấy mối tình rồi? Dạ, trước thì em đã có 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là kéo dài được 7 năm. Mà hai người chia tay thì không phải là để giận nhau hay chia tay, mà có nghĩa là chia tay do giữa hai gia đình không có phù hợp. So sánh là giữa môn đăng hộ đối. Theo phong kiến xưa áo mặc không qua hỏi đầu, nghĩa là con không dám cãi cha mẹ. Là do làng gái. Dạ. Thấy thương không? Rồi sau mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì năm 2014 em có lên quay lại Sài Gòn em làm việc. Zalo Facebook em thì có vài tin nhắn này, nhắn tin làm quen. Thì em tình cờ em gặp một cô bạn ở cũng cùng đồng hương, cũng ở Kiên Giang mà khác huyện thôi. Thì, quen nhau. Dạ quen nhau. Quen nhau mấy năm? Quen nhau cũng gần 1.5 năm. Năm rưỡi sau chia tay. Trường hợp đó là cũng phi hữu lắm. Bởi vì cái ngày lịch hẹn để đi chơi hai đứa Vũng Tàu á là cùng cái ngày đám cưới em trai của mình. Em trai ruột, em trai út. Mà em trai út thì ta đánh tiệc. Lại tiệm. Bỏ cái cuộc hẹn em đêm cưới. Dạ đêm cưới. Rồi người rồi bạn gái trách em là chỉ quan tâm gia đình, không quan tâm thằng gái. Vậy chia tay. Dạ rồi không ấy, rồi xong qua ngày sau em đến để em giải thích á. Nhưng mà cô ấy chuyển phòng trọ, cắt liên lạc, không liên lạc được thì tiễn chuyển phòng trọ luôn rồi tiễn không được. Tới bây giờ luôn. Còn bạn thì sao? Dạ em chưa có trải qua một mối tình chính thức á. Tại hồi đại học á thì em có quen một người bạn. Quen nhau rất là trong sáng, em rất là thích bạn. Tại vì em thấy sao lâu quá bạn không có bày tỏ tình cảm với mình. Em mà thích người khác là em sẽ bày tỏ tình cảm. Thì em mới nói là em thích bạn. Lúc đó mới phát hiện bạn là gay. Oh, trời ơi. Cho nên hai đứa cũng mất đi tình bạn.
đó là điều mà em cảm thấy buồn nhất. Mấy năm tội nghiệp không? Mấy năm qua tới năm 2 á, là năm thứ 2 là phát hiện ra đúng không? Dạ. Chị hỏi nè, có phải là cái mẫu hình lý tưởng của em là một cái người đàn ông như vậy không? Em không có quan trọng ngoại hình, nhưng mà cái nét đẹp ở bên trong á, nó sẽ thể hiện ra bên ngoài. Đây là một cái gì bác sĩ, đó là một người rất ấm áp và sâu sắc. Thì cuốn sách của người đó viết á, nó không quá bi kịch mà nó đưa ra cái nhận xét của vị bác sĩ này về y học và về cuộc sống, tình cảm, gia đình thì rất là sâu sắc. Cái này là em vẽ đó hả? Dạ em đưa anh mượn coi. Phát họa lúc hồi nãy em ngồi chờ. Em mới khắc họa hả? Dạ. Nghĩa là mẫu hình lý tưởng của em sẽ là người giống như vậy? Dạ không, thì em về nói cái nội tâm mà. Thực ra là em hồi trước giờ em không có đưa ra hình mẫu lý tưởng về bề ngoài hình thức của người ta. Em chỉ đào sâu về nội tâm thôi. Bạn hài hước vui vẻ làm cho em cảm trước rồi em sẽ thích người đó thôi. Nói chung không có mụ người. Em không có tưởng tượng là em sẽ thấy một người bạn trai phải giống như anh Quyền Linh hay là anh nào đó ví dụ. Dạ như... anh Quyền Linh rất là đàn ông. Anh rất đàn ông luôn hả? Dạ đúng rồi. Ấm áp. Ở trong đây là chỉ vẽ một cái người mà thần tượng thôi. Thế còn bạn, cái hình mẫu lý tưởng của bạn là như thế nào? Nếu mà mẫu lý tưởng của em thì em không có so sánh, chỉ em chọn theo cảm nhận của em thôi. Biết quan tâm và chia sẻ để phép với chia sẻ chuyện gia đình, chuyện mọi thứ. Bởi vì em đã điểm yếu, em đã không biết cách chia sẻ rồi. Em cần người để biết cách chia sẻ và cùng em chia sẻ những nỗi buồn, niềm vui. Vậy là được đó, bạn bên kia dạ. Chia sẻ rất là tốt. Thí dụ giờ bên đàn gái đồng ý bấm nút thì em khoảng bao lâu em có thể tiến tới hôn nhân? Trong kế hoạch của em đưa ra thì tầm khoảng 5 đến tháng 6. Năm tới? Dạ năm tới. Đã, năm tới rồi em sẽ tiến tới hôn nhân. Ừ, lấy về vợ về ở đâu? Đúng rồi. Dưới quê em á thì em cha mẹ em mà cho sống tự lập từ năm 18 tuổi. Là tới tuổi 18 tuổi cha mẹ cho đất và tự lập nghiệp. Tức là 18 tuổi em đã có đất rồi. Dạ. Đất rộng bao nhiêu nè? Mẹ em, gia đình em cho được 1 hectare. Trời. 1 hectare, 18 tuổi là đã sở hữu 1 hectare đất rồi. Đến năm bao nhiêu thì em cất được cái nhà? Em nhớ không lầm thì năm 2006 em đã cất cái nhà cấp 4 thôi. Là lúc đó em nhiêu tuổi? Năm đó em 28 tuổi. 28 tuổi ta cất được căn nhà rồi đó. Có, người đàn ông bản lĩnh đó. Nói chung là trai tài thì gái sắc đó nghe. Rồi. Mình sẽ cho gặp người thân đi. À, em đi với ai ạ? Dạ em đi với hai bạn thân. Dạ xin chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và các bạn khán giả. Thì em là bạn của Hồng Loan. Rồi em chơi chung với nhau cũng hơn 10 năm rồi. Em rất là hiểu tính bạn. Lúc nãy bạn có nói á là bạn rất là mạnh mẽ, thì nói thật với mọi người luôn á là cái vườn rau Salafarm của bạn là một tay bạn tự làm, từ cái mảnh đất đó là chỉ trồng ruộng thôi. Bạn là người tự mua máy cày về, tự cày đất, tự xới đất, tự mai màng để trồng nhà màng và tự làm hết tất tần tật các thứ, tự kinh doanh luôn. Đối với em á thì bạn rất là kiên định. Em cảm thấy người bạn của em rất là chín chắn. Ở đây thì em thấy anh đây nè, có thể là gần giống với lại cái hình mẫu mà bạn em vẽ ra. Tại em thấy anh á là 18 tuổi anh bắt đầu tự lập được rồi. Thì em nghĩ anh là người chín chắn theo như bạn em muốn. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ em trai đi với ai? Dạ, em đi với hai đồng nghiệp của em, theo đó là em trai và em dâu. Cháu xin chào chú Quỳnh Linh và chào cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả tại trường quay. Cháu là Thúy An, là em dâu của anh Thương. Em xin nhận xét một xíu về anh Thương. Thì anh Thương á là bề ngoài thì không có vẻ như là đặc sắc, nhưng anh Thương rất tình cảm, rất là chân thành. Và đặc biệt, tại vì em có em baby mới có mấy tháng thôi, anh Thương rất là chăm em bé rất là tốt. Và sở thích của anh Thương á, em thấy rất đồng điệu với chị. Em hy vọng đây là cũng là một nơi mà có duyên để, dù sao mình đã có duyên gặp nhau rồi, và em hy vọng là anh chị cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và tiến tới hôn nhân, đó là từ về tương lai. Em cảm ơn. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Bắt đầu không gian của hai bạn đó. Cứ thoải mái trao đổi đi ha. Dạ em chào anh. Chào. Anh có quà tặng em. Sáng hôm nay là 4 giờ sáng anh thức dậy, anh ra chợ anh mua xôi nếp và mít với hoa, anh về anh tự gói và tặng cái này em. Dạ, em cảm ơn. Cái này cái gì nè? Đây là xôi mít tự làm. Đưa cho bạn gái đi. Trời ơi, thấy thương không? Xôi mít tự làm. Dạ. Xôi hả? Dạ, dạ xôi mít. Wow, ở trong muối mít luôn á hả? Dạ. Ôi, em mời đó. Chị Hồng Vân nha. Trời ơi, cảm ơn em. Em mời anh Quỳnh Linh ạ. Xôi mít này là mời bạn gái hay mời tôi? Dạ, em mời hết luôn á Linh. Mời hết luôn ạ. Rồi, cảm ơn. Em ăn thử đi, em để em cảm nhận. Để tôi lo cho gọn. Hai bên làm việc đi. Rất là ngon anh. Nói chuyện đi. Bây giờ em phải chủ động em nói đi đàn trai. Tại bên đàn gái người ta lo ăn, người ta mắc ăn rồi. Ngồi đi hai đứa ngồi đi. Anh, em có chuẩn bị hai cuốn sách cho anh Quyền lựa chọn. Một cuốn hả? Rồi anh chọn này. Dạ, em cũng rất là thích cuốn đó. Tại nó liên quan tới một phần cuộc đời em. Chắc là anh sẽ đọc cho tình hiểu. Lên lên lên. Trời đất ơi, ông đi ông lấy xôi, lấy nguyên một dĩa xôi đi ăn rồi kìa, lên. Đi lên cứu bộ người ta kìa, người ta cứ cái trẻ chia tâm sự. Trời ơi, hết luôn cái dĩa xôi của em rồi kìa. Nói chung là gặp anh á, em nhìn đúng là bạn nói đúng á. Em nhìn anh á, anh là một cái người rất là ấm áp, rất là chân thành, đúng mọi người mà em thích.
Vậy thì chúng ta đều bấm thôi, nút thôi. Nói nghe nè, nói nghe nè em. À, bây giờ em đứng lên coi cái áo dài mặc rất là đẹp luôn, tự may thấy ghê chưa? Đẹp thiệt là đẹp luôn. Em bạn thấy hú mai, hồn không? Bạn biết mai áo dài đẹp thì bên đây biết xôi mít ngon. Ngon thiệt, ngon quá. À. Khoái xôi mít rồi đó. Em ngon thiệt luôn á, ngon lắm. Ngon. Mỗi người mình hát một bài hát rồi tặng nhau cho nó gây không khí đi. Dạ. Không, nói chung là nhạc anh không biết hát đâu. Trước thì em chỉ học lớp những mẹ bà xưa là gu cháu gu con. Em cũng học thuộc lại những câu hò gu những cho trẻ. Bởi vì em hát gu xong rồi tới giờ biết tại sao mà mỗi lần em gu cháu em ngủ rất nhanh. Ừ. Em gu thử coi nè. Ồ, dí dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, con thi trường học mẹ thi trường đời. Chị tin em. Thôi được chị rồi. Tin em, chị tin là tại sao mà con nít nó ngủ liền. Tại vì em hát có một tông một thôi. Dạ. Em không có lên xuống, một tông một thôi. Vậy mình đối lại chưa để ai mà gặp người yêu mà hát ru ru con hết trơn. Em cũng vậy. Đây cũng lạ đó. Đây người ta cũng ru con cũng luôn. Ru luôn hả? Ru đi, ru lại, ru lại liền. Nhớ mùa thu mẹ ru mà con ngủ. Năm canh chạy. Năm canh chạy mẹ thức đủ giữa năm. Tôi sợ hát lộn năm canh chày mẹ ngủ đủ năm canh. Tự nhiên em quên. Được đó, hai đứa hợp đó, tình yêu hát ru không. Bây giờ hai bạn nắm tay nhau. Dạ. Nãy giờ nó trò chuyện rồi, ta cảm giác xem. Hai bàn tay nắm đi các bạn. Nhìn nhau trong vòng 30 giây để xem các bạn có cảm nhận suy nghĩ điều gì với người đối diện. Em cảm nhận được sự tin tưởng. Anh cũng tin tưởng rằng em là một người đi cùng anh suốt lòng đường còn lại trong cuộc đời của anh. Nói với em là khi mà có chuyện gì thì mình sẽ ngồi lại nói cho rõ vấn đề. Em không thích được cãi nhau. Muốn mấy đứa con nói vào nghe luôn đi. Nếu mà gia đình con thì em cứ cần hai đứa là đủ. Không cần đủ nam hay trai gái, mày còn có đủ hai đứa là được. Hai đứa thôi. Dạ. Hứa với nhau gì luôn đi. Nếu mà lấy nhau thì sẽ chăm sóc nhau gì đó. Đây cũng xin phép chương trình, đây cũng là một cơ duyên. Thì anh sẽ hứa mãi mãi nắm chặt bàn tay em cho đi dẫn em đi hết cuộc đời này. Dạ, em tin anh thôi. Em tin, tin là được rồi, trở về ghế. Nãy giờ chúng ta nói chuyện, chúng ta nhìn nhau, nắm tay nhau và có một niềm tin mãnh liệt nào đó. Đến. Mình không, tao nói cản không có được. Tình yêu tới rồi là không có cái gì cản được hết trơn. Nắm tay nhau đi. Một nụ hôn đầu tiên bắt đầu đi. Để nguyên, để nguyên. Để nguyên, để nguyên luôn. Nếu không đâu, nếu mà chương trình, nếu mà các em diễn thức tốt đẹp thì sẽ gặp lại chị Hồng Vân trên đăng ký Vợ Chồng Son. Trời ơi, đó, Vợ Chồng Son nha. Xong rồi mẹ chồng nàng dâu là gặp rồi. Lại anh Quyền Linh nữa. Em ngồi bây giờ gửi. Cho em hết đúng không? Bao nhiêu áp lực mày xã hội dồn nén về la vợ không? Đúng không? Có vậy không trai? Hả?
Bây giờ em có nói niềm gì buồn nhất trong cuộc hôn nhân vừa rồi? Sẽ thắng đâu? Thắng bội hả? Thấy thương quá. Trường cũng rất là xúc động. Anh thấy rằng một người đàn ông mà gọi là khóc trước mặt mọi người cũng khó lắm đó. Chắc là cũng do mình tổn thương nhiều quá, đúng không Trường? Em sợ nhất sự phản bội hả? Trong cuộc hôn nhân vừa rồi em thấy là mình có lỗi gì không? Em phát hiện ra sự phản bội đó. Thì chị hỏi sâu thêm một tí là khi bạn phát hiện ra cái điều đó thì cả hai có cùng ngồi lại nói chuyện với nhau không? Không vậy tại sao người ta chối? Người ta nói cái đó chỉ là bạn bè thôi. Nhưng mà biết đâu là bạn bè thì sao? Không, không đúng như vậy. Tại chỉ là cái này nói thôi. Nhưng mà sợ là tại vì người ta đã qua mặt em. Ta chỉ nói bạn bè là cái cớ để người ta qua mặt em thôi. Nhưng mà em lấy cái cớ gì mà nói đó là sự thật? Tại vì người ta đã hứa hẹn sống chết với em. Em phát hiện ra là những tin nhắn hay sao? Dạ, trong những tin nhắn. Và em mới nói thôi bây giờ ly hôn rồi, giờ ra mặt đi, đừng có mà làm gì nữa. Người ta không biết nghe. Nhưng mà cuối cùng có lỗi với em. Rồi em hoàn toàn lỗi em. Lỗi gì? Thì người ta nói lỗi thứ. Do em không quan tâm, là do em nghèo, là do em công việc không hợp với người ta, là em không xứng với người ta. Nói vậy luôn hả? Rồi người ta nói em thương họ nhiều tiền. Nói chung là tất cả các lỗi gì thì em. Thôi, quá khứ bây giờ chúng ta kết lại. Mình biết rồi đó. Chúng ta bắt đầu một hành trình mới nè. Chàng gái, bên kia chàng trai cũng tổn thương có lẽ nặng lắm. Mới có thể xúc động trước mặt mọi người như vậy. Hai người bị tổn thương hết rồi. Anh nghĩ là chúng ta đã từng bị tổn thương thì chúng ta sẽ không bao giờ làm người khác tổn thương nữa. Bởi vì á, chứ bao giờ mà người nào mà tổn thương đỉnh cao của nó là đau lắm. Và chắc chắn là không muốn gây cái tổn thương cho người khác. Và nhớ, sau này anh nghĩ rằng hai đứa nhau không bao giờ nên tổn thương với nhau cả. Vâng, cho qua luôn. Mọi thứ nó gọi là không có vui nữa, bỏ qua đi. Giờ hướng tới chuyện buồn. Con gái sinh năm mấy? Em sinh năm 94. 94. Bên kia sinh năm mấy? Dạ, thằng 86. Hả? 86. 86 là trên nhau 2. 8 tuổi không? Có vấn đề gì không vậy? Không, không có. Thôi bây giờ thì mọi người lỡ chuyến xe rồi mình lên chuyến xe khác mình đi. Đúng rồi, mình nói lại tương lai. Tương lai luôn. Đúng, bây giờ là chàng trai chúng ta mong muốn có một người phụ nữ. Như thế nào? Ngoài cái việc là chung thủy ra thì còn cái gì nữa? Biết quan tâm tới em rồi đó. Biết con em. À, vậy thôi đúng không? Thật ra một người đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi thì người ta cũng chỉ mong như vậy thôi. Không mong cái gì hơn cả. Quan tâm như con em hả? Nói chung thương con em rồi. Thương mà cô gái kia cũng có con nhưng không được ở cùng với con cho nên là chị đang nghĩ là cổ sẽ rất là yêu thương cho con. Mình trước khi mình mong muốn người ta thương mình và thương con mình thì mình phải thương người ta và thương con, thương gia đình của người ta luôn. Nó đơn giản như vậy anh ta. Anh nghĩ rằng là sẽ được thôi. Sẽ được rồi đó. Còn cô gái bên đây á thì chị đang hỏi sâu một tí là thường ly hôn thì người mẹ hay dành về mình trước quyền nuôi con á. Thì còn ở bạn thì nghĩ là tại sao mà bạn lại để con cho bên bố nuôi? Tại vì mẹ em bị bệnh nên những cái không nói cho nên là em đi đâu tới thì cho trai luôn. Cũng cố gắng nuôi bé được 3 năm em mới trở về trả. 13 năm rồi hả? Thôi mạnh mẽ lên gái nè. Người phụ nữ cũng là một chiến đoàn rất mạnh mẽ. Hãy học hỏi con người này cũng mạnh mẽ lắm. Làm chủ bản thân của mình ha. Ở đây chị cũng rất là hiểu và chia sẻ với em là cái việc em không thể nuôi con được, cái đó là một cái vấn đề bất khả kháng chứ. Bất kể người mẹ nào người ta cũng đỡ được người ta cả. Nhưng mà thôi không sao. Sau này khi em có một cái gia đình mới, em ổn định hơn thì em sẽ đón con về ở với mình. Chị nghĩ cái điều đó cũng không quá khó khăn với bố của đứa trẻ đâu. Thì chỗ nào cha mẹ cũng như nhau. Đúng rồi. Bên nào nuôi tốt thì mình lo cho cháu. Cháu nó có cái sự phát triển rồi sau đó cũng. Đúng rồi, quan trọng là người lớn chúng ta tương trợ với nhau như thế nào thôi. Mình nói về thân đi. Biết ai? Cảm ơn nhé con. Ta đây hả? Dạ. Thôi. Ta. Cầm video cho chú lên đi. Con tên là gì? Vũ hả? Con lớp mấy rồi Vũ? Lớp 5. Bao lâu rồi con chưa gặp mẹ? Không biết. Không biết luôn hả? Mẹ có về thăm không ta? Em có cho về thăm không Trường? Cho bình thường nha. Cho bình thường. Mà bên kia không có liên lạc luôn hả? Dạ không. Tại từ lúc mà ký ra mẹ cũng không có liên lạc luôn. Rồi mẹ cũng về thăm con luôn. Dạ không. Anh nghĩ rằng là làm sao cách nào đó cho mẹ liên lạc để thăm con chút xíu. Dù sao con cũng cần tình cảm của mẹ. Tại vì cái đó người ta không muốn rồi. Dạ anh tạo điều kiện thì người ta cũng vậy hả? Tại vì hiện tại bây giờ cũng có điện thoại nữa trên nhau hay không có. Tại họ không muốn thôi chứ mà tự họ muốn họ sẽ tìm mọi cách họ sẽ thăm. Em nghĩ là vậy. Nhưng mà nếu bà xã liên lạc á, nên cho gặp con chút xíu nha. Bởi vì con nó cũng cần cái tình yêu thương của mẹ nó nha Trường ha. Con có bao giờ thấy bà khóc không? Bà nói giờ thấy bà khóc không? Mẹ thấy bà khóc không? Thấy thương không? Biết sao bà khóc không? Bà khóc thì bà buồn lắm. Rồi bây giờ biết sao cho bà vui không? Bà vui là con ngoan nè, con học giỏi nè, con ăn nhiều, con ngoan nè. Mới lại là ba là sắp sửa có một cô để lại chăm sóc cho ba, chăm sóc cho con nữa. Thì điều đó sẽ làm cho ba rất là vui và con có ủng hộ điều đó. 10 tuổi rồi hả? 10 tuổi rồi. Con thấy cô sao con? Cô dễ thương không? Con thấy cô này nè, con thấy cô này nè. Nếu mốt con nó về ở cùng nhà với mình nó không chịu không? Con ok không? Ok. Bé còn quá nhỏ, thấy chưa cảm nhận được gì đâu. Quan trọng người lớn chúng ta yêu thương bé, chăm sóc bé là được rồi. Con cố gắng học giỏi nha. Thôi, con ai gái đi với ai? Dạ, em đi với em gái ruột. Anh gái ruột hả? Hai chị em giống như chàng luôn á. Dạ, xin chào em chị Huỳnh và em chị Ngọc Lan. Dạ, chào tất cả chị Huỳnh. Thì em tên là Kim Hoa, em là em gái ruột của chị Ngân. Thì hôm nay em đi đến chương trình cùng với chị thì em cũng mong là chị có được một người để mà chị có thể nương tựa được suốt đời. Tại vì cái hôn nhân trước của chị á, chủ yếu là qua may mối. Khi mà lúc đến đó thì anh cũng nói chung là nói chuyện rất là nhỏ nhẹ và rất là hiền. Nhưng mà khi về ở trong nhà rồi á thì bắt đầu mới có những cái xung đột xảy ra và anh giết chị và gia chủ rất là nhiều. Về tiền bạc là chiếc thứ nhất chưa đủ hết á. Kể cả lúc mà chị mang thai á, anh muốn cho chị ăn gì là chị ăn đó chứ còn chị thèm á. Mà chị không có được ăn. Cho nên hôm đó cảm thấy cũng xấu hơn nhưng nó bị bế tắc á. Nên là chị quyết định chia tay. Thì hôm nay là em cũng mong là anh Trường á. Nếu như mà sau này hai anh chị có hành đối với nhau thì em mong là anh có thể yêu thương chị nhiều hơn. Và những cái vấn đề về tiền bạc hay là ăn uống thì chị thật sự rất là những vấn đề rất là nhỏ. Mình không có cần phải nói tới nói chi về vấn đề đó thì em nghĩ nó sẽ tốt hơn. Tức là em cũng có mẹ cũng lớn tuổi rồi cũng bệnh hơi nhiều á. Nên thành ra là cũng mong muốn anh có thể cho chị tới lui chăm sóc mẹ chứ không có ở suốt bên đó được. Dạ. Thì mình gái thường thì gái nghe. Cũng may mắn hai nhà của cặp đôi chúng ta ngày hôm nay rất là gần nhau nên cái chuyện mà chăm nom nhau thì rất là dễ. Cái cảm nhận ban đầu em thấy anh Trường anh hiền không? Anh được không? Dạ, em thấy nói chung người miền Tây của mình thì cái nhìn cái vẻ bề ngoài nó dễ dàng chất phác rất là hiền. Thì em thấy anh Trường cũng là một
Rồi, cảm ơn em gái. Anh nghĩ là hai người gặp mặt đi, cảm nhận đi ha. Chúng ta đã lỡ chiếc lò và hy vọng chiếc lò này nó sẽ là chiếc lò bền vững mãi mãi luôn. Mở nào. Bắt đầu đi Trường. Mỗi buổi cho 50 ngàn là được rồi. Thôi 50 mấy là tôi ngoài, tao không cho mà cứ 50 xu. Tiết kiệm quá vậy. Em đã từng nhớ em xin người cũ không cho rồi thấy chưa?
giờ mới cho ra nhiều điều tức 55 6 tục gì đó như thế này. Cho 6 tục cũng được. Dạ đó, cái này là đúng không ạ? Rồi lấy tay vô nó quấn cái đường bên tay trái kìa. Đây là sao sau lưng này. Đó. Bây giờ là cái lúc các bạn đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Nhanh không bấm lên. Sao vậy Ngân? Bye.
Dạ vâng, thì em từ nhận thấy cái điểm mạnh của mình á, thì thứ nhất là chịu thương chịu khó. Tại vì em không, thì từ ở miền Trung thì cũng học hỏi tính cách của bố mẹ từ nhỏ, thì không làm cực khổ. Thì khi mà mình có khó khăn gì đó, thì em không có nản bước, thì em làm tìm cách làm cho nó tới cùng để hôm đó. Thứ hai là em rất là thích kinh doanh, thì em không làm này thì em cũng làm cái khác, và em cũng muốn làm sao cho cuộc sống mình nó bận rộn hơn, và có nhiều trải nghiệm hơn, để mà cuộc sống này nó cảm thấy thú vị, chứ mình em không thích sống cuộc sống nó vô bổ. Dạ, thì đó là cái điểm mạnh của em. Còn về cái điểm yếu của em thì là hay xấu ngủ. Xấu ngủ ở đây có nghĩa là em có thể ngủ bất kỳ đâu, thì tại vì không phải là do mình hay ngủ mà mình kiểu như là mình làm việc nó nhiều quá thì em luôn trong trạng thái nó buồn ngủ. Ví dụ như và cuối cùng em không đi chơi thì em cứ ở nhà nằm lì, và cái giường mình để mình ngủ để lấy lại sức chẳng hạn, thì cái đó là cái mà em cần cải thiện hơn. Không gì xấu cho nên ngồi đây mà còn ngủ luôn vậy. Dạ, mình làm việc nhiều quá mà không đi cả hết nhỉ. Dạ, quá mà sao để đâu dữ vậy. Tại thực sự là cũng do cái nhất là em cũng muốn mình trong dài nặng hơn. Thứ hai là em cũng tại vì sau em ra rất là nhanh, thì cả một hai ngày ra liền mà em thì không có thời gian để mà cứ sáng nào cũng phải chạy thôi, em cứ để như vậy luôn. Bây giờ nó không cần đúng không? Em cũng không biết. Dạ, đội tình duyên của nhà gái sao nè? Thì anh nghĩ là nó sẽ tạo nhiều mối quan hệ, anh nghĩ là nó sẽ tạo nhiều mối quan hệ, anh nghĩ là nó sẽ tạo nhiều mối quan hệ, anh nghĩ là nó sẽ tạo nhiều mối quan hệ, anh nghĩ là nó sẽ tạo nhiều mối quan hệ, anh nghĩ là nó sẽ tạo nhiều mối quan hệ, anh nghĩ là nó sẽ tạo nhiều mối quan hệ, anh nghĩ là nó sẽ tạo nhiều mối quan hệ, anh nghĩ là nó sẽ tạo nhiều mối quan hệ, anh nghĩ là nó sẽ tạo nhiều mối quan hệ, anh nghĩ là nó sẽ tạo nhiều mối quan hệ, anh nghĩ là nó sẽ tạo nhiều mối quan hệ, anh nghĩ là nó sẽ tạo nhiều mối quan hệ
nè, hai đứa sẽ cùng hát để thể hiện cái tài năng lẽ cho nó sơn tụ cái nào. Anh trai đi diễn trước cho bạn gái Vĩnh Linh. Vĩnh Linh nhìn anh gái đi diễn đó. Chưa có người này người kia đó thì cũng đang gọi là thúc giục ngầm em để mà có bạn gái đó.